Anh như là vụ cam vừa rồi ấy, thì là anh có thường xuyên sử dụng cái sản phẩm gì để mà phòng trừ cái con ruồi vàng và những con rệp kim ở trên vườn nhà mình ạ? Vừa rồi là anh cũng có dùng cái sản phẩm gọi là hổ mang tím. Vâng, đây là sản Anh phẩm. dùng cho một gói này là dùng đến 200 lít nước. Dạ. Anh dùng là cái này nó trị được cả rệp, sáp rồi thì ruồi vàng rất nhạy. Dạ, Bởi vì vâng. là không có quả, nó không bị thối nữa. Vâng. Thứ nhất là cũng là cảm ơn công ty của bên Dạ, em dạ. đã có cái hoạt chất thuốc để cho Vâng. các anh làm vườn cho nó hiệu quả. Dạ. Rồi. Thế là anh phun tổng từ đầu vụ đến giờ anh phun mấy lần cái hàng này rồi ạ? Anh phun 5 hình như 6 lần rồi đó. 5-6 lần rồi ạ. Rồi, Vâng, anh nhưng cũng mà chưa. anh thấy cái thuốc này là nó hiệu quả cao, thế mà anh thấy mùi nó có mùi gì không? Anh không thấy mùi gì À, thế cả. là Nó rất anh. là giữ gìn sức khỏe của con người, nó không độc Dạ. hại cho những con súc vật nữa em ạ. Vâng, anh phun về là anh không bị mệt đúng không? Đúng rồi, không bị mệt mà không Dạ. hôi em ạ. Vâng.